Xin chào quý khách. Hôm nay đại lý Inac Tuấn Đức chúng tôi xin giới thiệu bạn cái mẫu phễu thoát sàn thoát nước có cái mã hiệu là BBFV trừ 110. Thì ở trên tay tôi đây vẫn còn có cái mẫu khác của Inac là BBFV 120. Inac hiện tại có hai cái mẫu này, và cái mẫu 120 thì chúng tôi có giới thiệu Vilulip khác rồi, nhưng tôi xin giới thiệu là cái mẫu là BBFV 110. Thì cái này, sản phẩm này có cái kích thước là 110 x 110 và chiều cao của nó là 28 mm. Sản phẩm này thì được đóng gói ở nhà máy Gia Lâm Hà Nội, nhưng mà sản phẩm này thì chính xác là nhập khẩu từ Inac Trung Quốc như vậy. Đây một thông tin, một cái tem khác ha. Sản phẩm này thì nó được làm bằng mạ rôm và niken, và tôi sẽ tiến hành mở sản phẩm này ra để chúng ta xem cái sản phẩm này có những cái bộ phận gì ha. Cái phễu thoát sàn thì tương đối nó khá quan trọng trong cái nhà vệ sinh, vì nó sẽ khó thay thế hơn những thiết bị khác vì nó liên quan đến hồ xây dựng ha, và lắp đặt. Đây một số cái thông tin về cách lắp đặt chúng ta nên xem qua ha, cái này để chúng ta lắp đặt cho chính xác. Bây giờ tôi sẽ tiến hành mở cái sản phẩm này ra thì chúng ta sẽ có bộ phận cho nó tương đối được đóng gói rất là cẩn thận để tránh trầy xước trong quá trình vận chuyển. Thì cái này là cái phễu, nó tương đối là đẹp. Đây, bên ngoài thì nó kích thước là 110 x 110, tương đối nó là nặng như vậy, là dài. Thì cái ống này á, thì nó chúng ta sẽ lắp đặt được cả ống phi 60 và ống 90 đó. Nhưng mà nếu ống 60 là vừa nhất, vì thực ra nếu mà ống 90 thì nó cũng không thoát nước nhanh hơn được gì hết đó. Và cái cách cấu tạo của nó là nó có cái trục phía ngoài như này, và cái lượng nước nó sẽ nằm ở trong đây đó. Lượng nước trong đây được động lại, và cái phèo này được trục lên như này để nó ngăn không cái mùi hôi đi lên đó. Cái nguyên tắc vậy. Nhưng mà cái này nếu mà trong đây chúng ta không có nước thì cái mùi vẫn hôi, nên chúng ta chú ý những cái nơi mà cái phễu mà thu nước rất ít, chúng ta phải chế nước vào đây nha bạn, để nó ngăn được mùi. Còn đối với nhà vệ sinh chúng ta thì nó sẽ là ngăn mùi thôi, bởi vì ít nhất chúng ta sử dụng trong ngày thì nó sẽ là có nước ha. Sản phẩm của nó thì trên đây có logo của Inac nè, đây có tem bảo hành cùng kim luôn, là cái chức năng kiểm tra hàng thật giả. Chúng ta cào này, chúng ta nhắn về tổng đài Inac, chúng ta sẽ thêm được một bảo hành 1 năm, tổng thời gian bảo hành là 3 năm đó. Cái này thì nó gần như là đúc, sản phẩm này đúc nguyên khối và tương đối là rất là nặng, dày, và phía chất liệu của này là đồng, thì nó sẽ mạ rôm niken ngoài sáng bóng như này đó. Thì chúng ta đặt lên, chúng ta sử dụng như này ha. Thì cái mặt hoàn thiện chúng ta gạch nó sẽ bằng cái này là được. Thì hiện tại cái phễu thoát sàn này á, thì hiện tại được cung cấp ở đại lý Tuấn Đức chúng tôi. Quý khách cần mua hàng có thể liên lạc cho chúng tôi theo số điện thoại dưới cùng video clip, click vào trang tdm.vn để xem giao khuyến mại cũng như đặt hàng trên website chúng tôi. Cảm ơn.